quý vị, đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch, Đoàn viên Thanh niên Đà Nẵng đã triển khai phong trào thi đua hai sẵn sàng, qua đó hỗ trợ có hiệu quả hơn lực lượng chức năng trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Sẵn sàng tham gia phòng chống dịch COVID-19 và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mà đảng bộ, chính quyền địa phương phân công. Đó là hai nội dung của phong trào thi đua hai sẵn sàng đã và đang được Thành đoàn Đà Nẵng tiếp tục triển khai trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, đoàn thanh niên 56 xã phường đã thành lập 8 đội hình thanh niên tình nguyện mang tính chuyên sâu để hỗ trợ lực lượng chức năng một cách hiệu quả hơn trong công tác phòng chống dịch, như đội hình tham gia các chốt chặn, hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm, tổ COVID cộng đồng, đội hình vận chuyển nhu yếu phẩm, tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, đội hình tham gia trực tại các khu cách ly tập trung. Khi thành phố tiếp tục áp dụng cái chủ trương ai ở đâu thì ở đó, thêm 10 ngày nữa thì chúng ta có thể thấy là cái áp lực là đặt nặng lên ban điều hành ở tổ dân phố là rất lớn. Do đó thì ban thường vụ thành đoàn đã phát động cái phong trào thanh niên hay sẵn sàng, thì phải nói rằng là cái lực lượng thanh niên tình nguyện của thành phố cũng đã rất là hăng hái và tiên phong để tham gia trong công tác phòng chống dịch. Hưởng ứng cái phong trào hay sẵn sàng của thành đoàn Đà Nẵng phát động, thì đối với đoàn phường Hòa Xuân đã thành lập cái đội tình nguyện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường với hơn 70 thành viên. Qua đó đã triển khai nhiều các hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường với tinh thần là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Theo thống kê của Thành đoàn Đà Nẵng, đến nay đã có 22 tình nguyện viên bị nhiễm COVID-19. Dù vậy, không vì thế mà đoàn viên thanh niên vơi đi nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Thành đoàn luôn tuyên truyền quán triệt để các thanh niên tình nguyện biết tự bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Trước khi bọn em được cử về để có thể là hỗ trợ cho nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch, thì bọn em đã được tập huấn để có thể tham gia được những cái hoạt động như vậy. Em cảm thấy nó ý nghĩa vì có thể góp một phần công sức nhỏ của mình cho thành phố của chúng ta. Mỗi ngày từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ của mình. Hiện đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ ban điều hành tổ dân phố trong phân phối lương thực thực phẩm, đi chợ hộ, giúp dân, đang góp phần giảm tải bớt áp lực của ban điều hành các tổ dân phố trong những ngày thành phố siết chặt giãn cách xã hội. Trong những ngày giãn cách, thì tình nguyện viên của Hội Xuân đã cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân trong thành phố. Ước tính hiện có khoảng gần 4.000 đoàn viên thanh niên thành phố đang tham gia công tác phòng chống dịch theo quyết định số 2860 và trước đó là quyết định số 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Phần lớn thực hiện theo phương châm 3 tại chỗ nhằm sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của chính quyền địa phương.